Kama Yoga và cơ thể năng lượng. 1. Điều chỉnh đích đến Tôi thường nói rằng bản thân tôi chỉ thực sự thành thạo một việc duy nhất, làm cho những nơi trốn và con người nổ lách tách bằng năng lượng. Mọi việc khác mà tôi làm, mọi chuyến đi khắp thế giới, những buổi nói chuyện, những chương trình, những dự án về môi trường, giáo dục và văn hóa đều là phụ họa nói vậy không có nghĩa là tôi không coi trọng công việc tôi làm tôi dốc hết tâm lực cho tất cả những công việc đó nhưng lĩnh vực chuyên môn chính của tôi là năng lượng sống hơn hết thảy mọi vai trò khác tôi là một thợ máy chuyên về năng lượng kama yoga ở cấp độ của cơ thể năng lượng hay cơ thể prana là rất quan trọng vì nhiều lý do đối với một người Kama Yoga có thể chuyển hóa hoặc phục hồi cơ thể năng lượng, sao cho nó không những được tái sinh mà kỳ thực còn luôn duy trì được trạng thái tươi mới. Bất luận là bạn rèn luyện cơ thể hay thực tập yoga chăm chỉ đến mức độ nào, bất luận là bạn kiểm soát kỹ lưỡng chế độ ăn đến đâu, cơ thể vật lý của bạn vẫn sẽ già đi và suy nhược. Cơ thể tâm trí là một công cụ kỳ diệu, nhưng nó cũng có thể xa sút theo tuổi tác có nhiều người nhận thấy rằng trí nhớ của họ không còn sắc bén như hồi trẻ tuy nhiên cơ thể năng lượng có thể hoàn toàn không chịu ảnh hưởng của quá trình lão hóa bạn có thể duy trì nó hệt như hồi bạn mới sinh ra và giữ cho nó trong trạng thái tươi mới cho đến khi bạn ra đi tác động của một cơ thể năng lượng mạnh mẽ đến cuộc sống của bạn và thế giới xung quanh bạn là vô cùng lớn đối với nhiều người nó gần như là một phép màu tại các chương trình ở isha người tham gia được làm quen với kriya một quy trình yoga có tác dụng làm mới và tiếp thêm sinh lực cho cơ thể năng lượng tôi gọi nó là con đường của hành động nội tại bởi nó không dính dáng gì đến cơ thể vật lý hay cơ thể tâm trí nó hoàn toàn là hành động ở cấp độ năng lượng nếu được thực tập đều đặn quy trình này đảm bảo rằng cơ thể năng lượng duy trì trạng thái sôi nổi và sống động nếu có thể duy trì cơ thể năng lượng của bạn giống như một đứa trẻ sơ sinh trong mọi giây phút cuộc đời mình bạn sẽ nhận thấy hoàn cảnh bên ngoài và bên trong lúc nào cũng diễn ra theo cái cách tốt đẹp nhất đối với bạn còn một lý do nữa tại sao thực tập ở cấp độ cơ thể năng lượng mang lại lợi ích đây là cách xử lý trực tiếp nhất đối với khía cạnh phức tạp của nghiệp được thừa hưởng của một người tôi dùng từ phức tạp là bởi phần tồn lại của nghiệp không phải tự nó là một cơ thể mà là một phương diện chứa cơ thể vật lý, cơ thể tâm trí và cơ thể năng lượng. Xử lý nghiệp ở cấp độ vật lý là vô cùng quan trọng như chúng ta đã thấy. Nó có thể thanh lọc các nguyên tố, giúp giảm thiểu ký ức cơ thể và thông qua thực tập Hatha Yoga nó có thể đem đến sức sống mới và nâng cấp toàn bộ hệ thống cơ thể. Xử lý nghiệp ở cấp độ tâm trí cũng quan trọng không kém. Nó có thể tạo ra một thay đổi triệt để trong cách bạn sống cuộc đời mình và hiện trú trong khoảnh khắc này. Tuy nhiên, khi bạn xử lý nghiệp ở cấp độ năng lượng, quá trình này sâu hơn và nhanh hơn và nó đẩy nhanh sự thay đổi ở tất cả các cấp độ khác. Trên hết, nó có thể thay đổi đích đến của bạn. Yoga ở cấp độ cơ thể vật lý có thể đem lại sự khỏe mạnh ở cấp độ cơ thể tâm trí nó có thể đem lại niềm vui sự an lạc và yên bình nhưng ở cấp độ cơ thể năng lượng nó đảm bảo rằng bạn đang hoàn toàn hướng đến giải thoát nếu bạn rèn luyện thể chất cơ thể vật lý được tập luyện và phát triển tốt nếu bạn rèn luyện tâm trí cơ thể tâm trí được tập luyện và sẽ phát triển đáng kể đáng tiếc là hầu hết mọi người không bao giờ rèn luyện cơ thể năng lượng của họ thế nên nó mãi yếu ớt đây là lý do vì sao rất nhiều người trên thế giới vốn có tiền bạc của cải danh vọng và thậm chí là một người được ủng hộ trên các phương tiện truyền thông vẫn cảm thấy bản thân không quan trọng một yogi không có cảm giác đó bởi cơ thể năng lượng của họ được phát triển ở mức cao cùng một biến cố trong đời có thể lưu lại những dấu ấn khác nhau ở những người khác nhau một cuộc hôn nhân tan vỡ có thể là ân huệ đối với người này, nhưng với người khác có thể đó là một sự suy sụp tinh thần hoặc đau ốm. Mọi thứ bạn ăn, uống và hít thở đều là năng lượng. Việc bạn chuyển hóa nó thành năng lượng vật lý, tâm trí hay năng lượng sống là tùy vào bạn. Năng lượng không được tạo ra hay bị phá hủy, nó chỉ được chuyển hóa. Từng có chuyện như thế này, Shankaran Pillai đang tìm kiếm một chỗ ở mới. Trong quá trình tìm nhà, anh ta gặp một chủ đất. Người chủ nhà hỏi anh ta, thế suốt những năm qua anh sống ở đâu? Shankaran Pillai kể rằng, một tháng trước anh ấy ở một khu của thành phố, hai tháng trước ở một khu khác của thành phố, và sáu tháng trước ở một khu hoàn toàn khác. Nghe vậy, người chủ nhà nảy sinh nghi hoặc. Làm sao mà anh phải thay đổi chỗ ở liên tục vậy? Anh có nhiều kẻ thù lắm à? Không, không, tôi không hề có một kẻ thù nào cả. Shankaran Pillai vô tư đáp lại. Nhưng vì một lý do nào đó, bạn bè tôi đều ghét tôi. Tất nhiên, việc mô tả kẻ thù là bạn bè chỉ là một lối nói giảm, nói tránh. Nó không có mối quan hệ nào với thực tế. Nhiều người lựa chọn sống cuộc đời họ ở cấp độ bề mặt này. Họ lựa chọn cải tiến bản thân thay vì chuyển hóa bản thân. Hy vọng rằng một cuộc sống ôn hòa tẻ nhạt và dễ chịu chung chung sẽ đưa họ đến cái tối hậu. Họ quên mất rằng xã hội chẳng liên quan gì đến sự hiện hữu. Đó là lý do vì sao kama yoga phải được tiếp cận ở nhiều cấp độ. Chỉ xử lý ở các cấp độ thể chất và tâm lý là không đủ. Nếu bạn làm sạch vật chất tạo nên nghiệp ở cấp độ tâm trí, bạn có thể được xã hội đề cao bởi sự hiện diện của bạn có một mức độ an lạc, yên vui và ngọt ngào nhất định. Mọi người có thể thích ở bên bạn bởi bạn đã gột sạch tâm trí mình. Nhưng điều này vẫn không làm thay đổi phương hướng mà bạn đang đi. Bạn sẽ vẫn chịu ảnh hưởng từ những tác động tồn lại của các kiếp sống trải nghiệm, thứ vốn lẻo lái bạn bằng các khuynh hướng. Chỉ khi bắt đầu làm sạch cơ thể năng lượng khỏi nội dung nghiệp, bạn mới bắt đầu dịch chuyển theo một phương hướng mới. Thay vì bị những khuynh hướng chi phối, lúc này bạn bắt đầu trở thành một con người tỉnh thức bài thực tập kriya sambhavi mahamudra mà tôi cho mọi người làm quen trong các chương trình kiến tạo bản thân đóng vai trò quan trọng là vì lẽ đó nó gột bỏ vật chất nghiệp khỏi hệ thống năng lượng và theo đó thay đổi đích đến của bạn tôi có thể ứng dụng chương trình này để tạo ra những con người dễ chịu điều này sẽ khiến xã hội chấp thuận nhiệt liệt nhưng chuyện bạn dễ chịu hay khó chịu chẳng liên quan gì đến tính tâm linh. Một khi bạn chuyển hóa nội dung của cơ thể năng lượng, những quy tắc cơ bản của cuộc sống sẽ bắt đầu chuyển biến. Lúc này, bạn được trang bị sức mạnh to lớn để bắt đầu tiến bước đến tự do. 2. Yoga của nhiệt và ánh sáng. Người ta thường hỏi tôi rằng làm thế nào họ có thể đốt cháy nghiệp của mình? tôi nói với họ rằng việc đốt cháy nghiệp chỉ thích đáng cho đến một ngưỡng nhất định nó cho bạn sự thông suốt cần thiết để xem xét cuộc sống bằng cái nhìn sáng sủa và cho bạn một mức độ tự do nhất định khỏi trạng thái thôi thúc khó cưỡng lo âu và sợ hãi nhưng nếu bạn đốt sạch toàn bộ kho nghiệp cơ thể vật lý và cơ thể tâm trí sẽ không thể tự duy trì vì lẽ đó việc duy trì cơ thể là một thách thức lớn đối với một người giác ngộ Đối với hầu hết những người đang đi trên con đường hướng tới giải thoát, sau khi một lượng nghiệp được đốt cháy, tốt nhất là nên thực hành một dạng sát dana nào đó, cho phép bạn giữ khoảng cách nhất định với nghiệp. Sự có mặt của nghiệp sẽ duy trì quá trình thực tập của bạn. Đồng thời, sự thực tập cho bạn một khoảng cách nhất định giữa bạn với cơ thể và tâm trí của mình. Đây là kiểu người mà thế giới ngày nay cần tới cấp thiết hầu hết những gì cần được thực hiện trên thế giới này lại không được hoàn thành là bởi mọi người không có khả năng tách bản thân khỏi những thôi thúc khó cưỡng của nghiệp một khi bạn giữ được một khoảng cách nhất định với nghiệp thì không quan trọng là bạn có kiểu nghiệp gì nghiệp của bạn tôi thêm sắc màu cho thế giới này kỳ thực là vậy thế giới này chứa đủ kiểu cá thể con người điên rồ độc đáo và đó là chuyện tuyệt vời miễn là họ không bị thôi thúc khó cưỡng về tâm lý nếu không có tình trạng thôi thúc khó cưỡng nào cả thì không có cách sống nào là tốt hay xấu đúng đắn hay sai trái mọi thứ đều là một phần của tấm thảm kỳ vĩ rực rỡ sắc màu của cuộc sống đừng quên sự thôi thúc khó cưỡng có thể tồn tại dưới nhiều dạng bất kể là bạn hút thuốc uống rượu hay cầu nguyện ngày đêm hành động của bạn vẫn có thể mang tính thôi thúc khó cưỡng bất kể bạn làm gì nếu nó được thực hiện với niềm vui và lòng biết ơn và nếu nó hướng bạn đến sự tự do khỏi những chu kỳ vậy thì nó tạo ra mọi sự khác biệt nếu một thái độ tận hiến nhất định nảy nở bên trong bạn từ niềm vui và lòng biết ơn của bạn thì đó là một điều tuyệt vời bối cảnh chứ không phải nội dung cuộc sống của bạn là thứ quyết định quá trình tích lũy nghiệp. Đó là lý do vì sao tám nhánh của yoga còn được biết đến là Ashtanga Yoga được vạch ra một cách cụ thể. Ba nhánh đầu tiên, Yama, Niyama và Asana được xem là khía cạnh lửa và có tính thanh tẩy. Bốn nhóm sau cùng gồm Pratyahara, Dharana, Dhyana và Samadhi được xem là khía cạnh ánh sáng và có tính khai sáng nhánh thứ tư pranayama được xem là bước chuyển tiếp trung gian kết hợp cả lửa lẫn ánh sáng yama và niyama là những nguyên tắc đơn giản những việc nên làm và không nên làm trên con đường hướng tới sự giải thoát chẳng hạn như không sử dụng bạo lực trung thành với sự thật không trộm cắp không tích chữ của cải thanh khiết sạch sẽ thực tập, vân vân và vân vân. Chúng tạo môi trường thích hợp cho sự tiến hóa tâm linh của một người. Khi một người đã được khai sáng, những việc nên làm và không nên làm này không còn mấy quan trọng. Khi lòng chắc ẩn bên trong bạn ngập tràn và tính chất thần thánh bắt đầu hiển hiện, bạn không còn cần phải tuân theo một phép tắc nào. Bản tính con người ở ngưỡng này biết chính xác những gì cần làm đối với mỗi tình huống cụ thể song những nguyên tắc đạo đức đơn giản này được lập ra là vì lợi ích của những người mới bắt đầu hành trình hướng đến sự giải thoát tất nhiên asana là những tư thế yoga được người tìm kiếm sự giải thoát thực tập ở một mức độ tỉnh thức nhất định chúng là một phương pháp điều khiển năng lượng nội tại của bạn theo một chiều hướng cụ thể một phương pháp nhào nắn cơ thể hướng đến một khả năng cao hơn nếu từng làm bánh mì bạn sẽ biết rằng, chất lượng bánh tùy thuộc vào chuyện bạn nhào bột hiệu quả đến đâu, chất lượng của một chậu đất tùy thuộc vào chuyện đất sét được nhào như thế nào. Tương tự, asana hướng đến chuyện nâng cao trạng thái ý thức bằng cách nhào nắn kỹ lưỡng cơ thể. Đây chính là chiều sâu của bộ môn yoga, nó đi từ cái bên ngoài vào cái bên trong, nhắc nhở chúng ta rằng chuyện thực tập một cách có ý thức ở cấp độ cơ thể có thể thay đổi cách ta tư duy cảm nhận và trải nghiệm cuộc sống và cuối cùng có thể dẫn dắt ta đến những khả năng tâm linh cao hơn nhánh thứ tư pranayama đòi hỏi việc xử lý prana hay năng lượng sống một cách có ý thức đây là giai đoạn trung gian của cả lửa và ánh sáng bởi về bản chất nó vừa có tính thanh tẩy vừa có tính khai sáng pratyahara quay vào bên trong là một nhánh quan trọng của yoga và là thách thức lớn nhất ở kỷ nguyên hiện đại, kỷ nguyên mà con người ta bị những tác nhân ngoại cảnh làm cho phân tán nhiều hơn bao giờ hết. Nó đòi hỏi xem xét cả cơ thể và tâm trí như những sự tích lũy bên ngoài và yêu cầu một sự rũ bỏ hoàn toàn khỏi cơ thể và tâm trí. Dharana là sự chú ý bất biến liên tục vào bên trong dựa trên tiền đề rằng bất cứ thứ gì bạn kiên định chú ý vào đều là thứ bạn sẽ có kết nối trong một kỷ nguyên mà các phương tiện truyền thông điện tử có ảnh hưởng lớn và số người mắc chứng rối loạn tăng động giảm chú ý tăng lên theo cấp số nhân thì nhánh này cũng lại càng trở nên thách thức hơn bao giờ hết. đi ana là một trạng thái đắm chìm hay thiền khi không còn sự phân chia giữa bạn và thế giới bên trong thế giới mà bạn chú ý đến trong quá trình thực tập Dharana. Lúc này, hai trở thành một. Ở giai đoạn cuối cùng, Samadhi, một người đã hòa tan vào hư không, có một sự bình thản tuyệt đối bởi lẽ tâm trí phân biệt đã lắng xuống, lúc này cái siêu việt bắt đầu thị hiện. Sự thanh tẩy hay đốt cháy nghiệp là cần thiết đối với những người bị vướng mắc và thôi thúc khó cưỡng về tâm lý. Nếu chưa đi qua quá trình đốt cháy này, phần lớn mọi người sẽ không thể thiền. Nhưng một khi sự thiền bắt đầu, con đường này không còn liên quan đến chuyện đốt cháy nữa. Thay vào đó, nó là một tiến trình soi chiếu nhằm tạo ra khoảng cách nhất định giữa bạn với các khía cạnh thể xác và tâm lý của bạn. Đây là hành trình hướng đến tự do. Hầu hết những người thực hành tâm linh đều sẽ xác nhận chuyện này. 90% trong số họ không thể thiền chỉ sau khi thực tập một phương pháp nung cháy bản thân và đốt sạch những nghiệp mang tính thôi thúc khó cưỡng thì họ mới có thể nhắm mắt và ngồi yên. vậy nên sattana lý tưởng là sự cân bằng giữa hai khía cạnh lửa và ánh sáng. về phần tôi khía cạnh lửa là chuyện bình thường, bởi lẽ tôi không thể chịu nổi sự vô vị. tôi chọn sự cuồng nhiệt hơn là tẻ nhạt và thiếu sức sống. thế nhưng những người lúc nào cũng đầy lửa thì không dễ hòa hợp với những tình huống xã hội vậy nên tốt nhất là tạo ra một sự cân bằng giữa cả hai một khi nghiệp khoán pradabda của bạn được xử lý một không gian nhất định bên trong bạn được thông thoáng điều này cho bạn chỗ để cảm nhận cuộc sống ở một mức độ thấu suốt nhất định bạn không cần xử lý mọi thứ khác bởi lúc này bạn nhìn ra được rằng toàn bộ tác động của nghiệp đều là ảo một khi nhận rõ được điều này bạn có thể dễ dàng buông bỏ nó khi cần thiết xử lý toàn bộ nghiệp tích lũy san chi tao của bạn là một quá trình rất dài bởi lẽ lượng tích lũy là vô cùng lớn thế nên đừng mất công khám phá xem bạn chứa gì trong kho chuyện đó có thể kéo dài vô cùng tận và rốt cuộc sẽ nhấn chìm bạn điều nguy hiểm khi ra soát nghiệp của bạn là bạn rất có thể tìm thấy những chi tiết quý giá mà bạn muốn lưu giữ Hãy cứ xử lý phần nghiệp khoán và tận dụng khoảng trống đó để buông bỏ hoàn toàn nghiệp tích lũy. Giây phút bạn đóng cửa hàng bán lẻ, kho hàng tổng chẳng khác nào một đống phế thải vô nghĩa. Và rồi đến đúng thời điểm, bạn đơn thuần tống khứ toàn bộ hàng trong kho và không tích trữ thêm nữa. Vốn dĩ, chính mặt trời chuyển hóa nước thành mây và cho nó một lớp tráng màu bạc, nhưng giờ thì đám mây lại đang che khuất mặt trời bạn có thể làm không ngớt những vần thơ về đám mây ánh bạc tinh xảo này nhưng rốt cuộc bạn sẽ lỡ mất mặt trời. Đây là bản chất của nghiệp. Dẫu cho nó có thể đẹp đẽ đến mấy, nhưng nó chặn đứng cội nguồn của sự sáng tạo. Có thể có nét đẹp trong một số khía cạnh của nghiệp, nhưng đừng quên cội nguồn mà từ đó nó xuất hiện. Cội nguồn có thể là cái không gì cả, nhưng ẩn tàng trong nó là một khả năng vĩ đại khả năng trở thành mọi thứ. 3. Sát na Mặc dù mọi phương pháp thực tập kriya đều cần đến một lễ khai mở, có một phương pháp thực tập kriya mà tôi đề ra không yêu cầu lễ khai mở, đó là Isha Kriya, một phương pháp thực tập hàng ngày đơn giản giúp tăng cường sức khỏe, sự năng động, thư giãn cơ thể và phát triển tính tâm linh cung cấp một phương tiện ứng phó với tốc độ hối hả của cuộc sống hiện đại và cho phép một người sống trọn tiềm năng cuộc đời mình. Đây là một sự gợi nhắc rằng, đối với chúng ta, còn có rất nhiều thứ lớn lao hơn là cơ thể và tâm trí. Những người có nhu cầu tìm hiểu phương pháp thực tập Isha Kriya, bao gồm ba giai đoạn này, có thể tham khảo trên app Satguru. Nội dung phần tiếp theo Nghiệp và sự liên kết của các cơ thể. Khi năng lượng của tôi đạt tới đỉnh. Sát Dana. Những không gian linh thiêng và tiến trình đẩy nhanh nghiệp. Nghiệp và cơ thể năng lượng lúc sinh ra.